sân khấu Alastomo. Cảm ơn. Lúc đầu em bạn nó đi lên đó, hai tụi em kẹp hai đường đi lên theo, xong rồi đang qua nhau đi vòng tròn rồi về chỗ lại đứng chỗ đó. Nên anh Hùng làm cái gì ở trong cái game này vậy? Anh Hùng này chỉ có tổng điều quần chúng thôi, chứ không làm được gì đâu. Nhưng quần chúng nó mặc đồ nổi dữ vậy, chơi nổi vậy. Chơi nổi cho tao biết mình giống như quần chúng á mà. Nữa Hùng sẽ đứng ở đâu? Không biết nữa, để nó sắp xếp. Nhưng nói là có một vũ đoàn nữa đó. Wow. Với xe mô tô để giữa. Sao sao? Nó sẽ có một vũ đoàn mà xe mô tô để giữa. Xe mô tô để giữa. Như để cho nó bằng xe. Xe đâu rồi? Xe mô tô bự á. Ngày mai chủ nhật nữa. Còn xe con đâu? Mấy xe mô hình đâu? Mấy xe mô hình chưa đem luôn. Chưa đem. Ở bên cái chỗ tối này là các anh này kiếp, nhưng mà tối quá không câu rồi. Cái máy nó không thấy. Rồi. Sắp xếp đi, phụ sắp xếp tiết mục của mình đồ. Nghĩ sao? Đi, nhớ, nói nhỏ thôi hả?
đây là đứng kia nói nha. Rồi đi vô đây. Đó. Rồi tất nhiên đẹp mà này luôn rồi. Các bạn có nên soi được không chị? Đếm gì anh?